sự hình thành của chi phí để tạo ra giá thành ấy, Vâng. thông thường nó sẽ có 5 khoản này, và 5 khoản này nó sẽ đi từ thông tư 133 sang thông tư 200 ấy, có sự khác biệt với nhau. Dạ vâng. Trong đó 621 là nguyên vật liệu, 622 là nhân công, và 6273 là chi phí công cụ dụng cụ, và 6274 là khấu hao tài sản cố định, và 6278 là chi phí khác. Thế thì từ cái việc khác nhau này ấy, đối với thông tư 133 trên phần mềm kế toán Visa thì phải gắn với cái gì em nhỉ? Nó có cái bộ phận sản xuất các thứ gắn kèm vào cùng Đúng rồi, đó. phần chi phí đi kèm liên quan. Đây. Thì ông nội chỉ có dạy cho em là vấn đề là phân biệt giữa thông tư 200 và thông tư 133. Thì đối với thông tư 133, tất cả các điều khoản liên quan đều nợ 154 hết, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ phải phân biệt được 154 này là của cái gì thì phải dựa vào hóa đơn đầu vào ấy. Khi mà mình xuất vật tư ra thì nợ 154 của 152 phải gắn vào nguyên vật liệu trực tiếp. Nhân công thì NCTT, chi phí chung thì sản xuất chung chấm MN, phân bổ công cụ sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất, và khấu hao thì sản xuất chung chấm KH. Và trên thực tế trên phần mềm Visa cũng gắn các khoản bổng chi phí y chang như chị đang gắn ở trên lý thuyết này ấy, cho em hiểu. Thế bây giờ sang phần tiếp theo ở bên này thì chị chỉ có một cái lưu ý khi chạy giá thành, đó là theo thông tư 133 ấy, đều thông qua tài khoản 154 đúng không em? Cho nên sẽ không có một bút toán kết chuyển giá thành nào hết. Hôm nào đến phần thực hành chị sẽ chỉ cho em ấy. Nhưng thông tư 200 thì sẽ có một cái bước ấy là phải kết chuyển chi phí. Tại sao lại phải kết chuyển chi phí ở bước này? Là vì nguyên tắc kế toán này. Đấy. Các tài khoản từ đầu năm đến đầu chín là không được có số dư. Đầu 6 ấy thì nó thuộc vào năm đến 9 đúng không? Vậy nên tất cả các tài khoản đầu 6 không có số dư và thông qua tài khoản 154. Như vậy là nợ 154 có 621. Tại vì sao lại có 621? Bởi vì bản chất 621, 622, 627 là đều không được có số dư. Thì khi phát sinh nó nằm ở bên nợ rồi, thì bây giờ bắt buộc nó phải nằm ở bên có Có đối ứng thông qua nợ tài khoản 154. Em hiểu chưa? rồi Ví dụ mình kết chuyển theo tháng đi, thì trong tháng đó mình có bao nhiêu chi phí 621 đấy, tổng hợp lại. Đây chị mới chỉ cho một ví dụ thôi, đúng không? Chứ còn hàng trăm hay hàng nghìn nghiệp vụ ấy thì phần mềm sẽ tự tổng được là 621 của mình là bao nhiêu, nợ 622 có 33 cho bao nhiêu, thì bây giờ sẽ là nợ 154 có 622 bấy nhiêu, nợ 154 có 6273, tương tự nợ 154 có 6274 và nợ 154 có 6278 cộng gộp lại tất cả các khoản đưa về 154. Như vậy khi em nhìn bảng cân đối tài khoản, một trong các tài khoản này có số dư, chứng tỏ là em kết chuyển đang thiếu. Ví dụ như trong năm em có hai kỳ tính giá thành song song, nhưng em mới chỉ tính mà kết chuyển được một kỳ thôi, thì mới chỉ kết chuyển được một phần số liệu, còn một phần số liệu ở kỳ tính giá thành còn lại em chưa kết chuyển ấy, thì 621 62 của em chưa đưa về 154 thì nó vẫn có số dư. Vậy khi em nhìn bảng cân đối mà có số dư như thế thì em lại xem lại phần kết chuyển ở phân hệ giá thành ấy, em đang thiếu chưa kết chuyển thì em phải vào đấy kết chuyển lại, hoặc có thể em chạy tính giá thành đầy đủ rồi nhưng em quên mất bước kết chuyển ấy, thì chỉ cần em vào kết chuyển thôi là nó sẽ về 154 nhá. Được chưa? Bây giờ về phần giá vốn này, ở đây chị đang nói về bài toán là sự hình thành giá vốn dịch vụ công trình hoặc công trình xây dựng. Thì khi đến đây rồi mình sẽ đi kết chuyển giá vốn như sau: nợ tài khoản 6323 có tài khoản 154. À, như em hỏi chị, ô tại sao trên cũng cứ nợ 154, bây giờ lại có 154? Bởi vì thực ra 154 không cần kết chuyển nữa rồi, thì tập hợp nợ được 154 ấy bao nhiêu thì bây giờ sẽ là có 154 bấy nhiêu nếu như hoàn thành 100% công trình. Còn có thể ở đây nợ 154 của em tập hợp lại được 21 đồng trên này này, đúng không? Nhưng mà nợ 632 có 154 em chỉ kết chuyển có 20 đồng thôi, vẫn được. Thì nó đang dư nợ 154 là bao nhiêu? Chính xác là đang dư nợ. Mà cái dư nợ 1 đồng đấy chính là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Nhớ chưa?
chi Rồi. phí sản xuất kinh doanh dở dang. Mà khi em Ừ. nhìn bảng cân đối tài khoản, em nhìn thấy dư nợ của tài khoản 154 ấy là một đồng, thì nếu các công trình xây dựng thì em sẽ hỏi chi tiết là à, một đồng này là của công trình nào, của những công trình nào là còn lại dở dang, thì mình phải có chi tiết ra chứ không phải là Vâng. dở dang như thế chả biết được là cho công trình nào cả. Thế còn đối với cái công ty sản xuất thì sao, nếu dở dang của sản phẩm dở dang thì em cũng phải yêu cầu một cái bảng chi tiết đấy, Rồi. là một đồng này là của những sản phẩm ABC nào, đúng không? Rồi.